Hello anh em nhá, chúc anh em một ngày mới tốt lành. Hello anh em nhá. Là nguyên một tháng này tôi sẽ nghỉ sếp, tại vì tháng này là tháng cuối cùng nhà phát hành VTC Game họ cầm con game đột kích rồi. Sang tháng này, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 là nhà phát hành VTC Online sẽ cầm game đột kích. Lúc đấy mới có update mới, thì lúc đấy thì tôi mới chơi lại đột kích, chứ bây giờ đột kích mẹ phải nát lắm. Đang kiểu chuyển giao nhà phát hành ý, nhiều hack lắm anh em ạ. Thì tôi cũng không muốn chơi trên livestream, làm gì cho anh em xem nó đỡ bị ức chế. Đó, tôi chưa làm lại clip đột kích nữa, cứ đợi để sau khi mà nhà phát hành game đột kích VTC Game chuyển giao xong đã, có update đã, rồi lúc đấy tôi sẽ làm lại clip đột kích sau nha. Hôm nay tôi sẽ quay hơn 200 loại quả cầu may mắn từ trước đến giờ của đột kích, 13 năm đột kích đến giờ, hơn 200 loại quả cầu may mắn nhá. Tí nữa tôi sẽ quay, tại vì nick của tôi ấy, là tôi rất là lâu rồi, tôi giữ tất cả những cái loại quả cầu may mắn từ trước đến giờ của đột kích. Tí nữa tôi sẽ quay hết một thể luôn, để xem là có ra gì không. Có những loại quả cầu may mắn tôi dám chắc anh em mà trước giờ anh em biết luôn. Nói chung là tôi để tôi làm kỷ niệm, nhưng mà lâu lắm rồi. Nhưng mà bây giờ phải quay anh em ạ, tôi quay hết hơn 200 loại quả cầu may mắn đấy, để tôi sợ là khi mà chuyển ra nhà phát hành ý thì nó sẽ bị mất hết đống quả cầu may mắn đấy, nên là bây giờ tôi phải tranh thủ tôi làm luôn anh em ạ. Nha, bây giờ mình sẽ quay hơn 200 loại quả cầu may mắn từ trước đến giờ của đột kích nhé. Đây, số vật phẩm đang có là 233 loại quả cầu may mắn đó. Mình để dành, có thể nói là mình để cũng rất là lâu rồi, có lẽ phải hơn chục năm rồi anh em ạ. Đấy, gần như là tất cả những cái loại quả cầu may mắn từ trước đến giờ của đột kích luôn. Nếu mà tính ra thì nó phải rơi vào khoảng tầm 400 loại quả cầu may mắn cơ. Nhưng đây là những cái loại quả cầu may mắn mà vẫn còn và rất là hiếm. Và chỉ còn khoảng tầm 1-2 quả thôi anh em ạ. Tại vì mình ngứa tay, mình quay con mẹ nó hết. Nào, quay từ trên đổ xuống nhé. Đây là quả cầu may mắn Idominato Special. Cái này thì nó có một khẩu Tesla với cả một khẩu AA-12 Bird. Nhưng mà một quả thì cũng chả nói lên được gì đâu. Tôi nghĩ chưa chắc đã trúng. Rồi nhiều lắm ấy. Nào, quay hết đi. Nào, phải đầu tiên. Nào, tiếp nào. Đây là quả cầu may mắn AWM Ultimate Silver Smith. À đây, cái quả cầu may mắn này thì nó là món nào thì tôi sẽ cho anh em xem luôn. Đó, đây là khẩu AWM Ultimate Silver Smith. Đó, quả cầu may mắn này thì cũng đã được VTC bỏ rồi, bỏ hoàn toàn rồi, mình còn thôi. Chắc cũng chả ra đâu, khó ra lắm, một quả mà thì mẹ mong chờ đéo gì. Ôi trời, Anaconda Gold báu vật. Cái quả cầu may mắn Anaconda Gold này được bỏ cách đây phải 5 năm rồi, rất lâu rồi. À đây là gì, Ancient Dragon. À đây là quả cầu Ancient, nó ra cách đây cũng phải được 7-8 năm rồi đó. Nó ra vào khoảng tầm 2013, 2012 đó. Mình nhớ thế. Ancient này thì nó có 3Z với cả ăn à, với cả dìu. Oh, hello Hisit nha, hello em, cảm ơn em nha. Nè, 11 quả đúng không? Tôi nói thật, nói dù gì nói tôi vẫn thích cái bản quay quả cầu may mắn đầu tiên hơn. Cái này quay nó giống như kiểu là quay cho có lắm. Nó quay nó đéo mang tính, nó đéo cho người ta được cái sự hồi hộp luôn đi anh em. Nói thật, bây giờ tôi mà được ngồi nói chuyện lại với cả mấy ông nhà phát hành mới thì tôi đề xuất là mở lại cái quay quả cầu may mắn cũ. Thì cái đấy á, nó sẽ là cái mà hút lại người chơi vô cùng luôn, tôi thề với anh em luôn. Ôi, khó ra quá nhờ. Anh em biết vì sao nó khó ra không? Tại vì những cái quả cầu may mắn này nó đã quá là lâu rồi ấy. Tức là cái cơ chế quay của cái quả cầu may mắn này theo như VTC nói thì là cứ 1.000 quả cầu may mắn
một loại thì sẽ ra được một món. Nên là cả server hiện tại nếu mà chỉ có một mình tôi quay ấy, thì cái tỷ lệ nó ra rất thấp. Thấp vô cùng luôn. Barret Rit de la Gold luôn ạ. À. Cái quả cầu may mắn này đẹp hết còn không? Chúng thì gọi là thần kỳ quá. Và đéo mong chờ được gì. Một quả. Ôi lại còn Barret Royal luôn ạ. Ui, lâu và hãy lồn luôn. Trời ơi, cái quả cầu may mắn này á, chục năm rồi anh em nhá. Ui, bây giờ mà trúng Barret Royal thì đúng là thật anh em. Đợt trước tôi quay hơn 1.700 quả không ra con này. Cuối cùng là tôi phải mua đấy. 1.700 quả không ra con này đấy. Sợ không? Mà con này là con có thể nói là khó ra đi cái đột kích kia luôn. Đéo trúng rồi. Khó quá. Nào, bây giờ chúng ta làm cái kèo đi. Các bạn ơi, các bạn dồn quả vàng này chơi kèo với tôi này. Cái lốt loại này nhá, cho nó về 215 tính cho nó tròn. Chơi luôn thì sợ đéo này. Đợi tí, tôi quay lốt cái loại này đã. Bây giờ cái loại này nó lại ra luôn thì tí anh em lại bốc mồm. À, đấy thấy chưa, tôi đã bảo mà có hai cả bìu à. Trời ơi, trúng luôn một món ạ. À, trúng cái gậy này và phái bìu đó, có niềm tin chưa nào. Mà để tôi đặt kèo vui nhé, đặt kèo vui nhé, anh em nào chơi chơi không chơi thì thôi nhá. Đó, kèo là 30, tôi sẽ quay 30 loại quả cầu may mắn nhá, để xem ra được bao nhiêu báu vật. Nếu mà trên 4 món thì là ăn kèo, còn dưới 4 món thì coi như là thua nhá. Nào anh em nào chơi thì đặt, còn không thì thôi nhá. 4 món, 4 món, 30 loại cơ mà. Anh em phải có lòng tin chứ. À bây giờ tính từ 200 215 nhá. Chúng ta sẽ xuống còn khoảng 185 là hết nhá. Không. Chơi đi. Ui. Mày phải lồn ạ. À. Cái loại đầu tiên mà đã 60 quả rồi ạ. Thế này thì phải bìu rồi. Đó, nào bây giờ tôi sẽ quay bớt đây kích nhá. Cái loại là quả cầu may mắn này có tận 3 món. 3 món vĩnh viễn cơ. Đấy, 60 quả nhá. Mẹ loại này 60 quả, có lòng tin hơn tí nhá. Nếu bây giờ tôi trúng được thêm một món là anh em lại có tỷ lệ là ăn kèo này. Thế kèo cho vui thôi nhá. Không quạo nhá. Mày quay loại nhiều quá. Tôi quay bằng tay hết. Phải lồn. Gì vậy ta? Trời ơi, chưa gì đã trúng rồi. Má. Đó, thấy chưa? Mẹ nó. Dễ lắm. Một món nhá. Phải lột quay 60 quả ra cả 4 món luôn thì như nào? Trời đâu. Kiểu đùa đâu nhá. Thì tôi để cái cam xuống dưới nhá, cho nó nhìn cho nó dễ nhá. Đấy, chưa gì đã trúng một món rồi. Dễ quá. Ha ha, đặt nhầm bên ạ. Cân nhắc kỹ trước khi đặt nhá. Mình sẽ mở từ trên xuống dưới nhá. Mình sẽ không lựa cái loại những loại nào mà nó ít quả. Cứ quay phải từ trên xuống dưới thôi. Quay ta. Để chúng một món xong đéo mất kích mẹ luôn, đéo thấy đâu nữa luôn nè. Ôi yên tâm, vẫn còn 29 loại quả cầu may mắn nữa cơ mà. Lo gì. Rồi thật bây giờ mà cái món này mà trúng thêm một phát nữa thôi thì kèo kèo 4 món ăn chắc luôn rồi. Thì tí nữa sẽ để kèo khác nhé. Nếu mà bị dễ ra quá thì tí nữa sẽ để kèo khác. Ừ,
mới có một loại đã ra rồi. Đấy, thấy chưa? Bẻ mấy hai món luôn rồi anh em ạ. Đấy, bẻ mới có một loại mà đã ra hai món rồi. Đấy thì cái kèo này thì phải đặt lên, đặt số báu vật lên này, nhiều quá. Đó. Đây à, đây đây cũng được coi là tịch báu vật nhá. Đây là bom, bom này bom vĩnh viễn. Bẻ kèo chết ăn rồi. Rồi xong xong loại 1 nhá, hai món nhá. Xin chúc mừng bạn vì bạn rất may mắn. Nào, đến loại thứ hai nhá. Black Magma. Rồi, có cầu may mắn này siêu cổ luôn. Ui, bạn túy vào cái vàng kìa. Chúng tôi đợi gì nữa? Ui. Hai loại nhá. Anh nhìn chỗ dưới vật phẩm này tính thôi. Ui, Blade luôn ạ. Tôi nhớ là tôi hôm trước tôi còn trúng cả một con Blade nữa luôn á. Đây này, cho anh em xem luôn. Đây này, hôm trước tôi trúng Blade rồi đấy. Lại trúng con nữa vậy. Nào, thêm con nữa nào. Trúng rồi, đéo cho nữa anh em ạ. Nào, mấy loại rồi? Ba loại nhá. Blossom à. Các loại quả cầu may mắn này thì nó là có con M4 và con với cả con AK anh em ạ. À, đều là thuộc Blossom luôn. Tôi nhớ là nó ra vào khoảng tầm 2012. Loại quả cầu may mắn này. Rồi đi rồi, mới có hai món anh em. Bốn loại nhá. Blue Diamond là có con xẻng anh em ạ. Có con xẻng với cả con M4. Tôi nhớ là thế. Ui, mẹ em đéo ra rồi. Ui, nó lại còn tạch như gì bám suýt vào ạ. Nào, bay 5 loại rồi. Wow, đến Blue Pottery. Cái quả cầu may mắn này cũng có 3 món. Và cái loại nào mà càng có 3 món lại càng dễ ra hơn. Tôi nghĩ cái bộ này kiểu đéo gì tí nữa cũng ra được một món nghi lắm. Càng ba loại càng dễ ra. Chúng này. Hello mấy anh em mới on nhé. Hello. Ơ à, chúng rồi này. Chúng rồi nhá. Chúng AK rồi anh em ơi. Đấy, thấy chưa, tôi đã bảo mà. Tuy là vào màu trắng nó không hiện vàng lên nhưng mà vẫn cái khẩu này vẫn được coi là tính là trúng nhá. Ba món đấy nhá. Đây. Vĩnh viễn. Đó, thấy chưa? Mẹ tôi nói mà. Có AK M4 với cả Carry. Mẹ tôi nghi khi mẹ quay nốt mấy quả này ra mẹ tiếp nốt này, xong mẹ kèo luôn này. Mẹ mà ra nhanh quá anh em ạ. Trời ơi, đéo tin rồi thì mẹ mình xuất ra nhanh vậy. What the fuck? Đó. Chưa ra. À, một cái nữa là lụt tiền thôi. À, mấy loại rồi? À, 6 loại nhá. À, đây là Brad Black là cái quả cầu đéo gì vậy? Tôi chưa. Chưa biết quả cầu gì luôn á. Quay đi, một quả thôi à? Đó, một quả trông chờ gì? Anh em yên tâm, 30 chưa phải là Tết. Và có khi quay bây giờ quay đến loại thứ 30 mày ra chưa chắc ra luôn. Chào The Hun Combo ạ. À, cái loại này là có 3 Z với cả làm đấm này. Đến trao combo 2. Cái này có DE với cả khẩu M4 thì phải. Ăn lụt tiền này anh em ơi. Lụt tiền. Trúng rồi, trúng AK trao luôn rồi.
bốn món rồi nhá. Trời ơi, đây à, chào vĩnh viễn luôn này. Tiền về. Tiền về, tiền về. Vãi bìu à. Bảo là bây giờ là kèo mới đấy anh em. Nào, để tôi đổi lại nhá. Gấp đôi đi, gấp đôi đi. Gấp đôi đi. Gấp đôi là trò hấp dẫn. 30 loại, 8 quả cầu à, 8 món này. Đó. Đấy, quay 15 loại. Đấy, quay 15 loại mà ra được 4 rồi. Nếu mà bây giờ lại gấp đôi đi, 30 loại chẳng lẽ lại không ra được 8 món đúng không? Hơi khó nha. Hơi khó nha. Cân nhắc trước khi đặt nha. Nói trước đây. Tiếp nào. Treat mất Ringer Bell, treat mất collection nữa luôn à. Lắm Giáng sinh vậy. Hay lại lại hay là đặt lại kèo đi. 8 món thì tôi thấy là hơi khoai. Là lại đặt lại cái kèo vừa rồi đi anh em. 8 món tôi thấy tỷ lệ nó hơi bị khoai quá, tại vì có nhiều quả một lắm. Bây giờ chỉ cần ra 6 món thôi. Rồi. 4 loại nhá. Đây là Crystal Silent có một khẩu M4 kim cương. M4 kim cương với là khẩu AW em Silent thì phải. Tôi nhớ là thế. Ui mẹ mà khoai thế nhở. Ui mẹ, mãi giờ tôi toàn thì chúng tôi trúng báu vật thôi này. Ui lại còn ơ sao vẫn còn quả này à. Lắm vậy. 5 loại nhá, 25 loại nữa. The Royal. Ui, quả cầu may mắn này chục năm rồi này. Nó bỏ lâu lắm rồi anh em. The Royal là chỉ có mỗi con D thôi đấy. Ui, mà khó ra vậy. Ui, mẹ mình đéo vào ô vàng luôn ạ. À. Ui, 36 loại rồi ạ. À. Ui, D Silent luôn. Ui, đéo gì đấy. DSR1 Rutti là cái gì vậy? Trúng luôn. Trời ơi, trúng luôn nè. Trời ơi, vĩnh viễn luôn. Thấy chưa? Trúng rồi. Một món nhá. Còn 5 món nữa rồi. Thấy chưa? Thấy gì chưa? Trời ơi. 5 món nữa thôi. Đặt đây, đặt đây, đặt đây, đặt đây, đặt, đặt kèo trên kia. Toàn đóng hết kèo dưới thế này thì nó lại vêu hết cả mồm thì lại hết kêu. Nào, đến đây giờ đến là dao laser. 12 loại rồi à? Delta, ủi Delta dễ dàng lắm. Dạ luôn. Hiếu ra khó thế. Ui mẹ mà lại còn demolition nữa. Quả cầu gì vậy? Đéo biết luôn. Hiếu ra ui đây rồi. 40 quả luôn nhá. Đây là có con Anaconda Ghetto với cả con Karambit. Karambit Camo thì phải. Tôi nhớ là thế. Tôi đã bay chục quả rồi ạ. Chưa ra gì ạ. Khó thế nhở. Kéo được rồi. Kèo này để kèo dưới ăn chắc rồi. Thấy chưa, hai món rồi anh em ơi, có niềm tin rồi. Thấy chưa, ba món nữa thôi, à đâu bốn món nữa thôi, có niềm tin mà, phải có niềm tin. Mới có hai bốn món nữa cơ, giờ ra thêm con đùa nữa thật đẹp. Cái này có phần trăm nhân đôi của bảo vật nhá, có phần trăm nhân đôi đấy. Mà nó thấp lắm, thấp vô cùng luôn. Yên tâm, mẹ vào quả trắng thôi vẫn đấy. Thấy chưa? Đấy. Anh em thấy chưa? Anh em thấy gì chưa? Đó, nó phải như thế. Ba bỏ thôi.
nữa thôi. Thấy chưa? Đó. Đây rồi, tiền về rồi, tiền sắp về rồi. Ba nữa rồi anh em ơi. Mẹ phải kêu đáp tiếp 10 quả này lại ra thêm quả nữa này. Người ta nói là 30 chưa phải là Tết mà. Ôi, hết rồi, trời ơi. Nào, ôi còn 8 loại nữa anh em ạ. Ôi, mong chờ đi anh em ơi. À, đây là Fractal, là cái quả cầu đéo ấy nhỉ. Cọp à, cọp Fractal đúng không? Không biết nữa, nhưng mà cứ quay đi. Đéo ổn thôi. Freeze. 5 loại nữa. Thôi xong rồi, 1, 2, 3, 4, 5. Ui ôi, mẹ tỷ lệ thấp thế này thì tạch thôi. Thịt mẹ. Ui sạch, à trúng quân rồi. Trúng rồi anh em ơi, yeah. 4 món anh nhá, trúng rồi. Vĩnh viễn luôn. Vĩnh viễn luôn, 4 món anh nhá. Còn 2 món nữa thôi, cầu nguyện đi anh em. Hãy cầu nguyện đi. 12 10, 17, 14 ui, 16, mẹ mày ra thế lột là được. Mẹ 16 quả 2 món giờ. Nào, cái này ghetto combo ra luôn một quả bom thôi là được rồi này. Đéo ra, mẹ em tỷ lệ thấp lắm thôi đấy. Ghetto double. Sao thì mẹ giống cái nó quả lãi thế. Lỗi à? À không, đéo. Ghetto double. Một quả. Phải lột hai loại này ạ. À. Ôi, bốn quả thì ra thế bìu được. Thế còn đây là gì đây? Glorious Victory ạ. À. Ít mà số phận an bài mẹ rồi. Hai quả thì ăn cơm cháo gì. Ít mẹ khó tin nhở. Ôi, mẹ ơi. Chà kèo đã, chà kèo đã, nào. Chà kèo đã. Lại đi anh em. Lần này tôi chỉnh lại đi. Tại vì được 4 tôi, bây giờ tôi chỉnh xuống 5 nhá. Cho nó có tỷ lệ phần trăm ăn hơn nhá. 30 loại tiếp theo nào. Lại, đây là gì anh? Gold Phoenix Collection 2 à. Có gì vậy ta? Từ từ, đừng vội. 30 chẳng phải Tết đâu. 10 loại rồi. Chưa thấy đâu à, chưa thấy món nào luôn à. Mẹ ăn luôn thôi. 1 hour later. Kỷ niệm 10 năm mà, ui ôi, đúng loại cuối cùng à. Không trúng món nào luôn. Vãi cả đài á. Đéo hiểu kiểu gì luôn ạ. Đéo gì nổi. Nào, lại đi anh em. À bây giờ nhá, bây giờ tôi sẽ hạ xuống nha. Nào. Khó thế. Ngoài thế ta. Ui, 14S Bandage á. Cái này lâu lắm rồi nhá. Quả cầu may mắn này cũng phải 9 năm rồi. Con này là con màu trắng này. Con 14 cuốn rẻ màu trắng. Khó ta. Nguy thịt mẹ. Em có tí hy vọng nào luôn. À trúng luôn rồi. Trúng rồi. Trời ơi. Trúng quả cuối cùng luôn á. Đâu mẹ. Đó, bút món rồi thấy chưa. Có hy vọng đấy. Đó, đặt kèo đi anh em. Trúng rồi một món rồi này. Trời ơi, ơi. Và sắp vào chùm rồi, sắp vào chùm rồi. BG4 luôn. À! Trúng luôn này. Ôi đất mẹ, quả đầu tiên trúng luôn ạ. Tuyệt mẹ, hai món rồi nhá. Hai món rồi nhá. Ôi, trúng luôn kìa. Trúng một cái nữa này. Nhất. Trúng luôn này. Hai món rồi nhá.
ra con nữa coi, ra con nữa trả lũ tiền luôn này, không nói nhiều. Ui, đeo trúng á. Đấy nhá, vĩnh viễn nhá, hai món rồi. Bit A là cái gì ta? A à, bốn con nữ à? Ui, bốn con nữ dễ dàng lắm ấy. Nào, một con thôi là ăn tiền luôn này. Một, chúng một loại thôi, một con thôi là cũng ăn tiền rồi. Tiền về anh em ơi. Ui, điều bà. Ui, Noble Gold Collection 1 à? Ui, 39 quả nhá. Không ra nữa thì thôi đấy. Đấy thôi, vẫn đeo ra cái gì ạ? Khó vậy. Sáu loại nữa. Tiếp cận nè. Phải lột đôi. Đây rồi, đây, đây tổng đây, sáu loại đây thì phải lột nè. Ôi ôi ôi, còn đéo ra nữa. Trời ơi. Power up đi, mẹ em nhắm mắt quay thôi. Đèn mai lồn tề. Đèn đéo chịu được à, đi mẹ mày. Hai món rồi, đéo bắt nổi à. Buồn cười thật sự à. Mất hết rồi. Nào, bây giờ tôi đổi nhá. Còn 80 loại nữa thì tôi để kèo 30 loại à, 40 loại một phát luôn nhá. Làm hai phát nữa cho nó xong luôn này. Ui sờ ca lai gôn luôn. Chúng một món ơi, trời ơi. Nhớ yeah. Mẹ phải ra luôn anh em ạ. Đéo hiểu kiểu gì. Special capsule là cái gì nhỉ? À, cái quả cầu này hình như là không có báu vật vĩnh viễn đâu. Đéo nhớ nữa. À, trúng rồi, trời ơi, trúng kìa. Hai món nhá. Đệ đua đệ Valentine vĩnh viễn luôn. Đó. Đó, thấy chưa? Hai món rồi nhá. Một món nữa thôi là ăn rồi. Chưa ăn kèo anh em. Mà quay ra thôm sừng gôn luôn. Thôm sừng gôn vĩnh viễn nhỉ. Đó, ăn kèo rồi. Lượm tiền rồi. Đấy, mẹ mãi kèo trên mới ăn được. Đó, thấy chưa. Nào, tiếp à, bây giờ hiện tại là còn 51 đúng không. 51 thì làm phát kèo 51 luôn đi. Làm phát 51 luôn cho hết nha. Quả này chốt luôn này. À, 51 loại à, 5 món đi. Từ từ tôi đến, tôi nhìn qua xem có nhiều không? Nhiều quả cầu không? Ôi, có mẹ có quả cả GB luôn ạ. Vãi kìa nồi. 51 loại thì 4 món. 4 món vật, chục 4 nữa. Nhiều phết này. Ôi, 4 thôi, 4 là hợp lý rồi. 5 thì hơi khó. Nào, chốt quả kèo cuối cùng này. Anh em đặt quả kèo cuối cùng đi các bạn ơi. Ôi đi mẹ, set B tận 29 quả nhiều vậy. B này thì có con M4XS với cả con nào nhỉ? Không nhớ nữa. Nhưng mà tôi nhớ được mỗi có con M4 thôi. Ơ đi mẹ, khó ra thế nhở. Mẹ vẫn đeo quả vàng nữa. Quả cuối cùng. Ui xin cầu mẹ, kéo ra gì luôn ạ. À, luôn thì phải từ lúc mà đi cái chương trình xạ thủ đua tài về lên người đen. Mẹ mà cái đen từ trong ra ngoài mẹ luôn. Trúng đi cho mẹ, để trong kho coi. Trúng luôn, trời ơi, vừa nói khỏi mồm cái trúng luôn. Một món nhá, trúng rồi. Đó, đấy. AK-12, 7 màu. Impere. Đấy, thấy chưa.
ra nốt con dao này cho anh em xem luôn này, ra nốt con dao luôn này, không nói nhiều. Mà có khi hôm nay tôi là người trúng máu vật nhiều nhất cái game đột kích này luôn. À, ra nốt con dao này. Khờn ai nữa thôi, khờn ai. Một con khờn ai nữa thôi. Hai món rồi. Đi được nửa chặng đường rồi. Bây giờ giặt thêm món nữa là kèo kèo trên là ăn tỷ lệ ăn cao này. Ôi, mẹ đê em bao giờ không? Tôi táng đúng top 50 rồi. Đó, thấy chưa anh em, thấy chưa? Trúng rồi này. Thấy chưa? Tiền mẹ ba món nhá, ba món rồi nhá. Trời ơi. Tiền về rồi anh em ơi. Trời ơi. Thêm còn nữa này. Ui. Ra rồi nhá. Bệnh viện. Nào, bây giờ là còn một món nữa thôi. Trời ơi. Unique Royal à. Ui, mẹ mà ra luôn này, lộ tiền luôn này, không nói nhiều. Winchester ạ, à. Ui mẹ con cầu Winchester không vàng luôn ạ, à. Cái quả cầu may mắn này cũng là quả cầu may mắn là mười mấy năm rồi đấy, hơn chục năm tuổi rồi, kinh thật. Mẹ chúng đi cho kỷ niệm coi. Mẹ giờ đéo ai bắn cầu này nữa, phải luôn là vào 3 tiếng đồng hồ chỉ để quay quả hơn 200 quả cầu may mắn ạ, sợ thật. Hơn 200 loại đúng không? Bỏ quá. Xbox 2015 6 năm rồi này. Lâu đừng hỏi. Ui địt mẹ, mày tưởng nó trúng à? Ó thế. Ơ. Get this. Phải luôn. Mẹ mày trúng 3 món rồi không trúng được đổi món nữa à? Hay lồn nặng khó thế. Ê khát mất 2016 nữa luôn. Ui đi mẹ. Khó quá. Ôi mẹ mà sao hết quả cầu may mắn rồi. Chẳng nhẽ kèo trên nó lại đen thế đúng không? Mẹ mà còn đúng một món nữa thật là ăn kèo rồi mà không ra nổi luôn ạ. Cố lên. Chỉ còn anh nơi đây một mình, phải uống cho quên anh đâu là một chút thôi mà. Tính sao thiên thu muốn nói, nói nhau. Ôi đi mẹ mày, mày ăn lồn tôi. Hai quả, hai quả. Thịt mạ quả lấy ra nó lại là số trời luôn này. Nó lại đéo ra. Thịt mạ bây giờ là hết con mẹ quả cầu đéo nữa. Không, tôi nghĩ là không nên tính quả cầu GB. Bây giờ thay vào đó ấy. Đây, tôi đang có khoảng tầm đâu từ 61 quả cầu miễn phí. Bây giờ tôi sẽ quay lấy một loại V-Coin nhá. Nếu mà tạch thì coi như là kèo dưới ăn, mà nếu mà trúng thì coi như là kèo trên ăn, ok chưa? Chứ cũng bây giờ quay GB thì thôi bỏ GB đi, bỏ GB luôn đấy anh em nhá. Bây giờ đằng nào cũng trúng 3 món rồi, bây giờ là sẽ có 61 quả cầu may mắn để anh em gọi là coi như là cơ hội cuối cùng, ok không? Cơ hội cuối cùng không? Mấy anh em kèo trên nhá. Bây giờ để tôi lựa xem cái loại nào. Liên quay loại nào. Công sức quay cả sáng giờ.
được mẹ mấy chục quả cầu phiếu lên luôn ạ. Em biết có ra cái gì không? Trúng một món thôi là ăn tiền rồi anh em. Mẹ mày khó ra thế. Ui đi mẹ mày gần trúng bữa kia, cho đi cho trúng một món đi mẹ. VTC thì mẹ sắp chuyển giao nhà phát hành của kia keo kiệt ạ. Không trúng thì tôi nói thật tôi cũng đéo biết phải nói thế nào, đen hoài luôn. Nhưng mà 30 chưa phải Tết, hai mấy quả mà lo đéo anh. Ôi đã tiền về các bạn ơi, đéo biết tiền về bên nào nữa luôn á. Thờ bạc ăn nhau về cuối này, ba quả cuối cùng. Mẹ mày quả cuối cùng rồi, trời ơi. Ôi vãi lộn thì quay 461 quả đi mẹ, quả cầu vi coi mà còn không ra ở đấy thì mẹ ăn lộn rồi. Anh ở đấy à, đéo tin vào mắt mình luôn à, đéo hiểu kiểu gì luôn ạ. Tôi đéo hiểu sao sợ tại sao lại thế nhở. Nhưng mà phải trúng ba món rồi, trúng thêm món nữa thôi là mẹ mày ăn kèo rồi, đéo thể nào ra được thêm con nữa. Đen vãi lộn thề. Bye anh em nha. Hẹn gặp lại anh em.